Vị tổ sư thiền tông đời thứ sáu, tổ Di Giá Ca, sanh sau Đức Phật Niết Bàn 180 năm, cha tên Di Phả Liệt, mẹ Phất Thệ Phùng, dòng Bà La Môn ở Trung Ấn. Thuở nhỏ rất thông minh, gia đình theo đạo Bà La Môn. Mỗi khi đi lễ với cha mẹ, ngài thường hỏi quý thầy Bà La Môn về nhân sinh và vạn vật. Quý thầy không trả lời thuận lý mà nói rất mơ hồ. Một hôm gặp tổ Đề Đa Ca, ngài hỏi tổ như sau: nghe nói thầy là tổ sư thiền tông, vậy pháp tu của thầy có giống những lời dạy của quý thầy đạo Bà La Môn dạy không? Tổ Đề Đa Ca trả lời: giống mà cũng không giống. Ngài nói: sao thầy trả lời ba phải như vậy? Tổ Đề Đa Ca nói: giống là giống một con người, còn không giống là không làm theo thường tình của một con người. Nghe Tổ Đề Đa Ca nói khác thầy Bà La Môn, nên ngài xin cha mẹ cho ngài theo Tổ Đề Đa Ca tu pháp môn giống mà không giống. Theo tổ tu được 18 tháng mà không thấy tổ dạy gì, nên ngài hỏi: kính thưa thầy, thường thường những vị tu theo đạo Phật họ ngồi thiền, còn những đạo khác cầu khẩn lạy lục, sao con không thấy thầy làm gì hết vậy? Tổ Đề Đa Ca trả lời: sao người biết ta không làm gì? Ta đi là biết ta đi, ta mệt thì ta nghỉ, buồn ngủ thì ta ngủ, ta đói thì ta ăn, người khác nói gì ta đều biết. Ngài hỏi thêm: như vậy có dính dáng gì đến tu hành đâu? Tổ Đề Đa Ca nói: người có biết không, trong vật lý trần gian này, nếu người nào dụng công tu là đem họa vào thân. Ngài đứng trầm ngâm một hồi, bỗng thân tâm ngài dường như không có. Tổ Đề Đa Ca biết ngài được rơi vào chỗ thanh tịnh thiền và đứng như trời trồng. Một hồi rất lâu ngài mới cử động quỳ lại tổ. Tổ hỏi: ta đâu có làm gì cho ngươi mà ngươi lạy ta? Ngài vừa quỳ và nói trình 68 câu thơ như sau: lời ngài thật là diệu kỳ, tuy ngài không nói mà chi cũng lìa, tưởng rằng tìm kiếm vật kia để mình chứng được huyền kia về mình. Tuy thầy chỉ có lặng thinh mà phát huyền diệu vật linh không còn, tuy thầy ở hốc núi non mà tươi sáng đẹp hơn son hơn vàng. Thiền tông con nhận rõ ràng, ở trong bể tánh không đàn chuyển luân. Thầy nói mà con đã dừng, luân hồi sanh tử đã dừng với con. Thầy ơi, con thấy không còn trầm luân của nó, còn con không cầu. Bây giờ không giống một câu, một câu không giống, còn đâu luân hồi. Nay con xin quỳ không ngồi, để đền ân đức đáp rồi ân sâu. Thiền tông không nguyện không cầu, chỉ cần thanh tịnh, còn đâu luân hồi. Trước kia thầy nói con thôi, vì con không biết lôi thôi với thầy. Hôm nay quỳ lại tại đây là đền ân đức của thầy dạy con. Con nay nhất quyết lòng son, pháp thiền thanh tịnh thường còn thế gian. Ai nhận được tự bình an, luân hồi nhiều kiếp không ràng buộc chi. Thiền thanh quả thật diệu kỳ, khi con nhận được không chi tỏ lời. Vì vậy con quỳ lại thôi, đền ơn trả nghĩa trả rồi ân sâu. Thiền tông chẳng kiếm chẳng cầu, chẳng quán chẳng tưởng, tìm đâu bên ngoài. Tự mình trực nhận thấy ngay, ý tánh chân thật ở ngay trong lòng. Vì vậy Phật dạy có tông, tông thiền thanh tịnh là tông dòng thiền. Cực khổ thầy vượt sông liền, đến đây con ngộ dòng tông pháp thiền. Nhờ vậy con hết đảo điên, nhận được pháp thiền của Phật Thích Ca. Tuy thầy không nói rõ ra, chỉ nói ẩn dụ Thích Ca dạy thiền. Con nay đã có đại duyên, sống với nguồn thiền là hết trầm luân. Thầy thường bảo con chỉ dừng, vì con ngu muội cái dừng là chi. Đứng nghe thầy nói một khi, rơi vào bể tánh hết thì trầm luân. Hôm nay thật sự con dừng, vì trong bể tánh
phải dừng mà thôi. Vì trong bể tánh vô ngôi, không cấp, không bậc, không ngôi thứ gì, chư Phật đều trụ khi đi, khi cần là biết, cái chi cũng tường. Thầy dạy chư Phật mười phương, không cần suy nghĩ, đường nào cũng thông. Nhìn Thầy không tưởng không mong, chỉ cần thanh tịnh ở trong lòng mình. Con quỳ và lại cứ nhìn, nhìn Thầy phúc hậu dạy con tu thiền. Khi con nhận được rất thiên, thiền tông khai mở ở miền Sơn Lâm. Tâm con trống rỗng không lầm, không theo vật lý âm thầm tịnh thanh. Sơn Lâm tuyệt đẹp như tranh, pháp môn thiền học Thầy dành cho con. Ngài vừa đọc kệ vừa khóc, và khóc rất nhiều. Khi Tổ nghe Ngài đọc 68 câu kệ xong, Tổ nói: Tổ sư Thiền Tông đời thứ 6, ta sẽ truyền lại cho ngươi. Vậy ngươi chuẩn bị lập bàn hương và phẩm vật. Đúng 10 ngày sau là ngày trăng tròn, ta sẽ truyền Thiền Tông cho ngươi làm Tổ sư đời thứ 6. Đúng 10 ngày sau là trăng tròn tháng 8. Lễ truyền Thiền Tông được tổ chức nơi Thiền Tông thất của Tổ, chỉ có Tổ và Ngài dự. Buổi lễ truyền Thiền Tông đúng theo quy định của Đức Phật dạy, giống như các tổ trước, nên chúng tôi không ghi phần nghi thức cúng dường, mà chỉ nêu bài kệ truyền Thiền Tông của Tổ thứ 5 truyền cho Tổ Di Giá Ca. Ngày xưa sen nở linh sơn, Như Lai dạy thiền quý hơn ngọc vàng. Truyền đi khắp chốn gian nan, nay ta truyền lại rõ ràng cho ông. Ông phải giữ lấy trong lòng, tìm nhiều phương cách thiền đây lưu truyền. Hôm nay họ Di có duyên, ta nay truyền thiền chứng nhận cho ông. Ca kia nhận được không mong, sống với Phật tánh là xong luân hồi. Thiền tông đơn giản vậy thôi, sống với Phật tánh luân hồi màng chi. Thiền tông đặc biệt diệu kỳ, rơi vào bể tánh tỏ tường thiền tông. Thiền tông ông nhận trong lòng, để truyền người kế là xong phận mình. Hôm nay trước đấng tối linh, chánh thức truyền thiền tổ vị cho ông. Ông phải cố gắng hết lòng, tìm người kế tiếp là xong phận mình. Thiền tông ông phải lặng thinh, người có duyên lớn mới trình thiền ra. Vì đây lời dạy Thích Ca, ở nước Trung Ấn truyền ra tổ này. Hôm nay tại thiền thất đây, tổ vị thứ 6 tại đây được truyền. Ông người có đủ phúc duyên, chính thức truyền thiền tổ vị cho ông. Tổ vị ông để trong lòng, không nói ai biết là ông được truyền. Đức Phật huyền ký dạy riêng, các tổ chỉ truyền theo dòng thiền tông. Truyền đi khắp chốn non sông, giúp người biết được là xong luân hồi. Thiền tông đặc biệt dạy thôi, luân hồi nhiều kiếp là thôi với mình. Thay lời Đức Phật tuyệt linh, truyền ông tổ vị một mình biết thôi. Khi nhận tổ vị được rồi, ông nhớ những lời Đức Phật dạy ra. Theo như lời dạy thầy ta, hễ ai nhận được Thích Ca dạy thiền, vị đó là người đủ duyên, phải được truyền thiền để làm lòng tin. Hôm nay thay mặt tối linh, chánh thức truyền thiền cấp giấy cho ông. Ông nên giữ lấy trong lòng, vượt qua bể khổ để về nhà xưa. Từ nay dù sớm hay trưa, chỉ cần thanh tịnh không ưa niết bàn. Ông nên cố gắng bình an, rơi vào bể tánh chính đây quê mình. Ngày xưa Đức Phật dạy dừng, vì ông không biết không theo lời Ngài. Vì vậy đi khắp trần ai, vào được bể tánh hôm nay mới dừng. Tất cả chúng tôi rất mừng vì đã chứng nhận ông đây ngộ thiền. Nay ông hết đảo hết điên, chánh thức truyền thiền cấp giấy cho ông.